Dubai đi Mumbai, Angkari ở Delhi. Ủa tôi nói hiểu không mà cười vậy trời. Trời ơi, tôi mặc đồ Ấn Độ cho tôi nói tiếng Ấn Độ, mấy người Ấn Độ nghe nó hiểu tôi chết liền. Dạ tôi nói mua vai đi Mumbai có nghĩa là mua giải đi Mumbai. Angkari ở Delhi có nghĩa là muốn Angkari qua Delhi ăn. Tại bên cả Ấn Độ nó nổi tiếng có hai thứ thôi à, là giải ở Mumbai với là cà ri thôi. Cho nên quý vị qua bên Ấn Độ quý vị thấy giải nó dư thừa, đến nỗi mà đàn bà con gái tao quấn không à. Nên đi ra đường thấy tưởng mấy cây giải biết đi. Dạ kính thưa quý vị, và hôm nay tôi là người Việt Nam ở bên Ấn, đại diện qua đây để tham dự một buổi lễ hội nghị họp mặt các người Việt ở khắp nơi trên thế giới, họp mặt tại về thành phố Tokyo, Nhật Bản lần đầu tiên. Mà không biết tới đúng không mà sao không thấy ai đón rước gì hết trơn vậy trời. Nhạc của nước nào mà nghe thấy ghê quá à. Đâu thà là tì mù rù ù tì. Trời ơi, dòm cha này giống mấy người cõi trên xuống. Can you speak English? Yes. Dữ dữ. Where are you from? America. Rồi nổ nữa nổ. Ý nói mình Mỹ nè. Trời ơi, mặt vậy nói Mỹ tinh không? Không lẽ giờ Mỹ còn thổ dân? Mà nếu còn thổ dân cha nội nói chắc là người cuối cùng của bộ lạc Mohican. America. What kind of America? Red meat. What? Mỗi da đỏ đó cha. Trời ơi, người Việt Nam thì nói tiếng Việt Nam đi, bà đặt nói tiếng Mỹ, tiếng Anh làm gì? Nói đơn giản vậy mà không hiểu. Red là đỏ, people là người. Red people, người đỏ là mỗi da đỏ đó, có biết không? Ừ, lạ. Vậy là nãy anh mới vừa ra cái anh nói tiếng mỗi da đỏ đó hả? Ôi, mỗi gì mà mỗi anh ơi. Tôi nói tiếng Việt Nam. Ủa vậy hả? Nhưng mà bị gì nói theo cái thổ ngữ của bộ lạc tôi bên Mỹ là không có bỏ dấu. À. Cui tha hê ti có nghĩa là cuối tháng hết tiền. Trời ơi. Đâu tha la ti mua rượu ti có nghĩa là đầu tháng lãnh tiền mua rượu uống tiếp. Trời, tiếng mội nghe ngộ quá. Không tự nhiên cái cuối tha hê ti là cuối tháng hết tiền. Trời quá dễ hiểu luôn. Ý tôi nói là cái người mộ da đỏ của bộ lạc tôi nó khoái uống rượu lắm. Vậy hả? Uống tới cuối tháng hết tiền. À. Cái chờ tới đầu tháng lãnh tiền mua rượu uống nữa. Trời đất ơi dữ vậy đó. Mà sao uống dữ vậy? Mà anh biết tại sao không? Sao mà nó uống rượu dữ tại vậy? Tại vì người trong cái bộ lạc da đỏ của tôi đó, ở trong rừng đúng không ạ? Ngủ không có văn mùng ha. Phải uống rượu cho thật xỉn ngủ, mũi cắn cũng không sao. Sáng dậy cái thành mộ da đỏ. Sao kỳ vậy? Không tự nhiên mộ da đỏ mắc mớ gì đó dụ mũi cắn trong đó nữa. Trời ơi mắc mớ chứ. Dạ. Anh biết không? Mũi rừng nó bự bằng cái con ong giò vẽ vậy đó. Tối ngủ nó bu lại nguyên một đám nó cắn cho một đêm tới sáng, cái sáng da nó sưng lên đỏ tay với thành mọi da đỏ. Vậy đó, vậy đợi nay anh dẫn nguyên bộ lạc anh qua đây chơi á hả? Đâu có đi chơi. Tôi đại diện cho người Việt bên Mỹ qua bên này để dự cuộc họp mặt người Việt khắp nơi trên thế giới được tổ chức ở đây nè. Vậy là anh giống tôi rồi. Ủa vậy hả? Tôi cũng tới đây nãy giờ mà sao không thấy ai đón hết trơn anh ơi. Ủa sao kỳ vậy? Sao kỳ quá vậy không biết đâu. Có rồi. Nghe cái nhạc là biết có người chủ nhà tới. Hay. Ý cho mà đi sao cho mà tôi tao đâu. Yo go mau đi sao. Đi ra vô không đi ô tô chứ nào. Phải người ta. Sao giống người máy quá vậy trời. Người máy thiệt rồi anh ơi. Chứ người ta đâu có cứng ngắc vậy. Ở đâu để tôi lại tôi coi nghe. Đúng người máy rồi ông ơi. Chứ người ta không có thằng nào xấu dữ vậy nè. Trời ơi. Công nhận bên Nhật hiện đại quá trời nghe. Và người máy mà nó làm như y người thiệt vậy đó. Trời ơi, 100 thằng này mà bỏ ra đường rồi biết nào người máy nào người thiệt ta. Nhưng mà có gì đâu khó. Người máy thì làm ngoài giống thôi, cái bên trong mở bên trong coi cái biết liền à. Ý. Cái gì vậy? Trời ơi, nó làm đầy đủ không thiếu cái gì hết ông ơi. Coi thử coi nha. Coi. Ý trời ơi. Sao vậy? Khủng khiếp quá anh ơi.
Trời ơi, cỡ sai thằng này mà nó bên bộ lạc tôi nữa, nó làm tù trưởng rồi á. Cha nội này trái sao? Trời ơi, ta người máy mà làm tù trưởng gì ông nội ơi? Bảy tụi bạc không à? Trời ơi, chắc cái này là cho ra đón mình nè. À, giờ chơi sang cho người máy ra đón không à? Để tôi lại tôi hỏi nó coi đây mình đi về chỗ hội nghị có xa không nha. Ờ, anh hỏi thử đi. Hey, Raja đi bà sợ. Anh biết nói tiếng Nhật hả? Tiếng Nhật ông nội tôi tiếng Nhật. Tôi hỏi nó là Raja đi bao xa, có nghĩa là Raja đi bao xa. Vậy mà tôi tưởng anh biết tiếng Nhật chứ. Nghe không? Trời ơi thằng này ha, nó học được có hai câu chào tiếng Nhật vậy thôi đó, hỏi tiếng Việt Nam không biết nè. Thật ra chào cái hết pin. Thằng này chăng qua quên nạp pin vô sao nè. Hello. Hello. Quên. Thường thường có bộ phận điều khiển nó nằm trên đầu á. Hello. Hello. Trời ơi, không nhúc nhích gì hết. Trời ơi, người máy biết né nữa. Trời ơi. Người thiệt của anh ơi. Người thiệt gì đâu, người thiệt. Người thiệt mà tôi làm gì được á. Người thiệt mà tôi làm gì được á. Tôi mà làm gì nó đá tôi rồi nãy giờ. Đó, thấy không? Tôi nói người thiệt mà anh không tin. Tù trai vô duyên. Rồi tôi mới ra tôi chào có câu một à. Cái lia nói người ta người máy. Nói tôi xấu là tôi nhịn rồi nghe. Còn dạch ra coi mình ra nữa. Ai biết đâu. Thấy anh đi ra cứng nhắc à, tưởng người máy người ta làm sao đi cứu tướng gì cứng nhắc vậy. Mặt gì đi lãng quạng mạnh thì chắc té làm sao. Trời ơi đất ơi. Hồi anh người ta vậy tôi cho tôi hỏi thăm nha. Gì? Anh có like không vậy? Like gì? Like dôi. Sao vậy? Trời ơi, hồi nãy cái đồ phụ tùng của anh nó vĩ đại quá à. Trời đất ơi, cha này có gì xinh xa xinh xác muốn coi cho coi nè. Nè, coi đi. Trời ơi, tự của ông già chứ. Tự của anh. Trời ơi, tôi mới đi, tôi đang quýnh baseball với lại Nguyễn Trần Phước An nè. Mới quýnh nó về tức thì nè. Biết mấy anh tới tôi chạy ra tôi đón rồi không kịp, kẹt nhét đây đại đi. Ra tự nhiên dạch ra coi lùm la. Trời ơi, tôi tưởng trên đời này có một thằng nào dữ dằn vậy chứ. Trời ơi, hồi nãy tôi nói vô tôi tưởng cái dòi voi. Việt Nam hết nè. Ờ, Việt Nam à. Việt Nam à. Vậy là mấy anh ở đâu tới đây? Ê, cho hỏi thăm ra. Hồi nãy anh ra đó, anh ở bên này người Nhật mà phải không? Anh ra cái anh chào con tiếng Nhật là gì sao tụi tôi hiểu gì cho kìa. Ở Nhật đâu Nhật? Hả? Gặp mấy anh Việt Nam mà nói chuyện Việt Nam nghe chơi chứ Nhật đâu Nhật? Tiếng Việt Nam hả? Tiếng Việt Nam. Ủa sao Việt Nam đâu giống tiếng Nhật qua Nhật của vậy? Không có, tụi nó là Hiroshima, Risa, Rishima, Toyota, Honda. Có nghĩa là ở Hiroshima xa lắm thì đi bằng Yamaha, Toyota, Honda mới tới. Vậy hả? À, còn Yokohama không đi ô xa, đi radio, không đi ô tô, đi xe đạp. Có nghĩa là hợp ở Hiroshima xong rồi đó, về ở Yokohama nghỉ. Đó, rồi ở đó không có đi ô xa hết trơn á. Đi ra, đi vô, vậy không cần đi ô tô, đi xe đạp được rồi. Vậy mà tôi thử nói tiếng Nhật. Thấy anh là ở đâu tới đây? Anh này là ở đâu tới vậy? Dạ, Ấn Độ là biết rồi. Ở đâu đây? Ấn Độ. Ấn Độ tới. Trời ơi, công nhận cha này ngu dễ sợ à. Thế giới nhiều nước đã quá, chưa ở nè, nước Anh nè, nước Ý nè, nước Pháp nè, không ở. Đi ở bên Ấn á, chi vậy? Trời ơi, không có hiểu, để tôi qua đây tôi mới vậy mới hợp mặt là tôi mới nói cho nghe. Tại vì quê tôi ở đảo Phú Quốc á. Phú Quốc là biết biển không à. Nên là tôi là vận động viên bơi lội mà. Ngày nào cũng ra biển bơi tập hết trơn á. Cho nên ở bên đó tôi bơi giỏi lắm. Người ta mới đặt cho tôi là biệt danh là con cá kình. Con cá kình? Ờ, bao vợ giỏi lắm. Ôi, anh là con cá kình gì đâu còn thua con gì nữa. Thua một con. Con gì? Con cá mập. Vậy là anh bơi từ ở bên Việt Nam qua tới Ấn Độ luôn đó. Ê, sao bơi nổi không? Tôi nói anh nghe nè, hôm bữa đó trời trong mây tạnh ha, cái biển rồi này ngon lành ha, cái tôi mới rủ nguyên đám bạn ra bơi đua chơi. Tại tôi khoái bơi đua lắm. Tôi đang bơi ngon trớn vậy nghe, chuẩn bị quay về cái tự nhiên thì sao? Thì sao? Nghe nè. Lao nhanh ra khơi chân tôi đạp tay tôi bơi chân tôi đạp tay tôi bơi mong đừng hết hơi. Lao nhanh ra khơi chân tôi đạp tay tôi bơi chân tôi đạp tay tôi bơi ra ngoài khơi. Bơi ra xa như là cá tôi lao nhanh, máu trong tim như trào dâng. Bơi nhanh nhanh khi bờ cát đang xa xa phía sau lưng xa dần. Tôi băng lên bao người cố theo sau lưng bám theo tôi theo từng giây. Khi xung quanh không còn thấy ai theo sau mới quay lưng bờ về. Quá hay, quá ghê. Cá xa như là cá nhồi mình, đâu có người trên thế gian. Cá xa như là cá nhồi mình, bao nhiêu người luôn ước mơ. Nhưng khi tôi quay người cố bơi về thì toàn thân tôi ra rời. Tôi la to kêu cầu cứu bao người mà nào ai hay biết gì.
nhanh ra khơi, chân tôi đạp tay tôi bơi, chân tôi đạp tay tôi bơi, mong đừng hết hơi. Lao nhanh ra khơi, chân tôi đạp tay tôi bơi, chân tôi đạp tay tôi bơi, tội hột thời. Ơi sao quăng cá quá mạng vậy hai cha nội? Có sao không anh? Ơi sao không vậy? Ơi tao đang bơi quăng cá muốn chết à. Rồi sao nữa anh kể tiếp coi. Vậy là cái anh chết rồi đầu thai qua bên Ấn Độ hả? Vậy. Ờ tôi đang bơi vậy cái tôi hụt ơi đi. Khi tôi tỉnh dậy cái tôi thấy tôi bên Ấn Độ á. Tại vì lúc chuẩn bị chết đuối có tàu Ấn Độ đi ngang nó vớt tôi rồi đó. Sau đó cái ông thuyền trưởng ông thấy tôi bơi giỏi quá. Cái ông mới gả con gái ông cho tôi luôn. Trời ơi. Có định cư bên Ấn á. Trời ơi nói vậy là có phước quá trời quá đất rồi. Trời. Nghe nói gái Ấn Độ đẹp lắm, vậy là chắc vợ anh đẹp lắm phải không? Tôi biết mặt vợ tôi chết liền á. Trời ơi, nó bên Ấn Độ nó đạo Ấn, cái đạo hồi mà anh biết không? Đạo hồi là bạn gái tao bịt mặt bít chịch hết trơn à. Anh coi tin tức anh biết mà, đâu biết mặt đâu. Rồi cái gã vậy cái tôi hồi hộp quá. Cái tôi bữa đó tôi rình tôi coi mặt nó coi đẹp hay xấu để lấy á. Nhiều khi lấy về một ác quỷ sao. Sao bữa nó đang đứng rửa chén nha. Rửa chén cái tôi lén sao tôi lại tôi tính ôm tôi dở mặt ra tôi coi. Tôi vừa ôm xong cái tính dở mặt tôi nghe cái bóp. Ủa sao kỳ vậy đi á? Cùng trường ông thuyền trưởng ông đập vô mặt tôi cái bóp tá quả tâm tin vậy đó. Ủa rồi sao đập anh vậy? Tại tôi ôm nhầm bà già vợ. Đó rồi cắm coi mặt luôn tới giờ. Trời ơi coi lấy vợ vậy mà lấy làm gì anh ơi? Lấy chi? Sao làm chi? Thì không biết mặt dưới chân mà. Thì đâu có sao đâu. Tối mà anh tắt đèn anh cũng thấy mặt đâu. Nghe không? Tối tắt đèn anh cũng nghĩ đang nhỏ nào anh nghĩ sướng hơn. Hay quá. Còn ông này? Tôi hả? Còn anh. Tôi bên Mỹ qua. Ở Mỹ ăn mặc kỳ cục vậy. Nãy tôi cũng tính hỏi ông vậy á. Gì kỳ? Đồ này là đồ lễ hội của bộ lạc tôi á. Hôm nay đi dự hội nghị ở đây là tôi mới mặc vô à. Chứ thường á tôi ở bên bộ lạc của tôi trong rừng là tôi không có mặc cái gì hết trơn á trời á. Trời ơi. Bộ lạc tôi có câu tục ngữ mà. Tốt khoe xấu che. Thấy không? Hôm nay là tôi tự ái lắm á, mặc đồ là tôi tự ái lắm à. Sao vậy? Bị bà con ở dưới nghĩ tôi là xấu tôi mới che nè. Thì chứ thật là tốt dữ lắm á. Nhưng mà sao qua tới bên Mỹ rồi không xuống với cộng đồng người Việt ta ở chi với mọi da đỏ hả? Mỗi người có hoàn cảnh anh ơi. Đâu kể nghe. Cho anh nghe nè. Bởi vì ba tôi hồi xưa đi lính Mỹ qua Việt Nam mới gặp má của tôi, lấy bả mới sanh ra tôi. Vậy đó. Cái xong cái ông về nước rồi mất liên lạc. Rồi sau đó không biết sao cái má tôi mới làm giấy tờ. Tôi với bả mới qua bên Mỹ mới gặp lại ổng. Vậy là anh đi theo cái diện đoàn tụ. Không phải. Chứ anh đi theo diện gì? Còn Lai. Ủa anh Lai là cái gì? Lai mội. Đúng rồi. Cái gì vậy? Thì ba tôi mội da đỏ đi lính Mỹ mà. Thì bảo lãnh qua bên đó không ở với mội ở với ai. Đúng rồi. Vậy rồi anh ở trên rừng trên núi vậy rồi có vui gì không ở nó hoài á? Bà chẳng có vui không ở lâu vậy? Trời ơi vui sao không vui anh? Trời ơi anh cũng biết không bên Mỹ đó những người mà giàu có mà ở trên rừng trên núi à nha. Ủa vậy hả? Mỗi tuần hả mấy người mà Mỹ ở dưới đồng bằng hả họ mới còn phải mua củi đem lên rừng của tôi đốt lửa trại giống như cắm trại đồ chơi vậy đó hả? Mỗi tuần luôn nha. Còn tụi tôi là rừng của tụi tôi mà. Tụi tôi đốt mỗi ngày luôn. Đốt mỗi ngày luôn. Mỗi ngày luôn vui lắm để tôi kể hai anh nghe nè. Kể nghe con. Tôi đốn cây cổ thụ chứ tôi đốt trái sáng đêm luôn. Trời đất ơi. Nhiều khi trái tới 2-3 ngày mới hết á. Hết cây cổ thụ đó. Đâu có hết nguyên một đám rừng luôn. Trời ơi anh không nghe hai anh nghe tin tức bên Mỹ nó đưa mấy cái điều ra trái rừng mỗi năm đó. Tụi tôi đốt không á. Trời ơi. Ông nội ơi. Lúc này rồi ở bên đó lâu quá lên làm tù trưởng hay sao nội nó đẹp quá vậy? Tù trưởng rồi.
Đâu có tù trưởng gì. Bởi vì lúc này có bệnh cúm gà nó nhiều quá. Tôi mới lấy cái này tôi đội lên để cho mấy con gà nó tưởng tôi bạn nó đừng có lây. Nãy giờ sao anh hỏi thăm hai đứa tôi không vậy? Còn anh sao? Được rồi, anh sao? Anh ở Nhật lâu chưa? Lâu rồi á. Bao nhiêu lâu rồi? Cũng được 4-5 ngày vậy đó. Không phải. Ở lâu dữ lắm rồi mà tôi đi qua đi lại chơi thôi. Qua lại hoài à, mới qua từ Việt Nam qua đây lại 4-5 ngày vậy đó. Trời ơi, qua lại Nhật vậy đó. Trời ơi, vậy là chắc ở bên Việt Nam giàu dữ lắm phải không? Không giàu có gì, ở Việt Nam, ở dưới quê tôi có cái tiệm sửa xe. Trời ơi, ở Việt Nam mà dưới quê mà có cái tiệm sửa xe hơi mà là không giàu. Ai nói giàu mà. Vậy sửa xe gì? Xe gì? Sửa xe gì? Xe đạp. Xe đạp mà có tiền đi qua tới Nhật dữ hả? Để từ từ tôi kể cho nghe đó. Chuyện nó là như vậy nè. Hồi xưa đó không, tôi ở Việt Nam tôi có tiệm sửa xe đạp. Cái mấy bạn tôi á. Sao? Nó có chạy xe lôi á biết không? Xe lôi biết rồi. Xe lôi đó. Biết. Thằng nào là ngon thì chạy xe Honda nè. Xe Nhật đó. Rồi thằng ngon nữa nó chạy xe Yamaha nè. Xe ngoại quốc à? Xe nước ngoài à? Xe Nhật. Yamaha là xe gì? Yamaha là Yamaha đó. Rồi thằng ngon nữa là chơi là Suzuki nè. Xe Nhật đó. Ngon nhất á là chơi Kawasaki. Là gì? Là Kawasaki á. Xe nó hư đem lại tiệm tôi sửa. Tôi không biết sửa. Bực quá thành ra má tôi thấy vậy, má tôi nói là bán hết mấy mẫu ruộng cho tôi qua bên Nhật tôi học. Tại vì xe làm từ bên Nhật mà. Tôi qua bên Nhật tôi học nha. Học ngon lành học tới giờ luôn á. Anh qua Nhật từ hồi đợi đầu luôn á hả? Tôi qua đợi với lại ông Nguyễn, ông Đỗ thông minh nè. Sao chả có ngày à? Vậy là chắc anh sửa xe dữ dội lắm phải không? Ngon lành lắm. Nè tôi kể cho nghe nè. Từ hồi đó tới giờ tôi kể cho nghe nè. Xa quê quyết tâm học nghề, dù cam go khó khăn nào kể. Vì khi đi có mang theo lời thề, qua đây sửa xe cho rành nghề, mai mốt xe có hư mình chê. Mùa xuân tôi sửa xe Mazda đó, rồi hạ sang sửa Toyota. Mùa thu sang sửa Yamaha, rồi đông sang sửa thêm Honda. Vậy là số anh sửa xe tới già. Hay rồi, hay quá ha, hay quá sao biết hết trơn trời à. Thì anh mới vừa ca đó. Trời ơi, mỗi một mùa anh ca anh sửa một xe, tha mùa đông sửa khác, mùa hạ sửa khác. Phải không? Thì bây giờ bên Nhật này bây giờ nó đã bao nhiêu loại xe? Không, anh sửa hết nguyên cái đám xe của Nhật là anh cho mày sửa tới già không? Vậy là anh nói nghe nè, hỏi thăm nha. Vậy là bây giờ là anh là thành gọi là thứ dữ là về sửa xe rồi đó. Đành dữ lắm rồi. Cho hỏi thăm đi, mai mốt có gì tôi học hỏi tôi biết. Là thường thường cái xe nó cái bộ phận nào mà quan trọng nhất vậy? Đúng á. Cái câu này hay nè, trong cái xe nó quan trọng nhất. Phụ tùng của xe hả? Phụ tùng á. Theo như kinh nghiệm mà 30 mấy năm sửa xe của tôi á, tôi thấy cái bu ri là cái quan trọng nhất. Ủa sao vậy? Tại vì xe không có bu ri sao chạy được? Đúng à. Ai nói thì sao á. Ở dưới quê là có cái xe không có bu ri nó vẫn chạy được à. Xe nào? Xe ngựa. Không có bu ri đâu. Đúng rồi, xe ngựa. Ông nói thì sao vậy ông ơi? Xe ngựa tới 2 bu ri lần á. Có không? Có anh. Có. Xe ngựa mà có bu ri. Bu ri đâu đó? Có ngựa một cái nè. Cái ông cởi một cái nữa. Ông hỏi lum la hỏi nói bậy bạ chơi vậy á, bậy bạ quá. Thôi bỏ qua bên tôi nói giận chơi thôi. Bây giờ vậy nè, lát nữa đó đi qua bên Hiroshima họp á. Họp xong bữa nay là tất cả những người Việt Nam trên toàn thế giới về họp nghe. Và bữa nay là đặc biệt mình em cái văn hóa đặc biệt của nước đó kể cho nhau nghe. Hoặc là hát, hoặc là ca, hoặc là làm gì đó. Mấy anh có chuẩn bị tiết mục gì chưa? Tôi có rồi. Trời ơi, cả 100 người qua tham dự mà mỗi người ca bài biết tới chừng nào mới xong. Thôi giờ tôi đề nghị về sẵn có 3 đứa mình đây. Thôi giờ đề nghị 3 đứa mình nhập vô thành một bài đi của 3 nước. Rồi tới đó là tặng cho bà con cô bác hội nghị luôn cho nó vui. Hay á. Hay không? Đồng ý. Tôi làm trước, tôi làm trước. Làm trước đi. Theo tôi nghe. Vô. Ngày hôm nay chúng ta 3 người cùng hân hoan chúc cho bà con, cầu mong cho
khắp nơi luôn hòa bình, tương lai sáng tươi trên mọi nhà, luôn sống trong ấm no hạnh phúc. Mùa xuân sang chúng ta mùa vàng, mùa hạ sang sắm thêm nhà mới, rồi thu sang sắm thêm cái hộp xoàn, đông sang sắm thêm xe đàng hoàng, vậy là cả năm sống trong huy hoàng. Luôn tươi đẹp, luôn yên vui, luôn tươi đẹp, luôn yên vui, vui thật vui.